Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong thời lượng của tin mới. Cảm ơn quý vị đã dành ra ít phút mỗi ngày đồng hành cùng chúng tôi để có thể cập nhật những tin tức nóng nhất, những sự kiện đáng chú ý diễn ra trong ngày cùng với kênh tin mới. Đến với bản tin ngày hôm nay sẽ có các nội dung đáng chú ý ngay sau đây. Việt Nam hôm nay có thêm 3.657 ca COVID-19, hơn 3.700 bệnh nhân được ra viện. Thành phố Hồ Chí Minh gỡ bỏ phong tỏa phường có gần 20.000 dân. Thành phố Hồ Chí Minh thừa nhận thiếu thống nhất trong việc kiểm soát hàng hóa thiết yếu. Thành phố Hồ Chí Minh đã tiêm gần 500.000 liều vaccine đợt 5. Sau đây là tin chi tiết. Thưa quý vị, Bộ Y tế cho biết tối 30 tháng 7 ghi nhận 3.657 ca COVID-19 mới. Tính chung trong ngày cả nước có 8.649 ca COVID-19, trong đó Hà Nội 144 ca, Thành phố Hồ Chí Minh 4.282 ca. Tính từ 6 giờ đến 19 giờ ngày 30 tháng 7, trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 3.657 ca mắc mới, trong đó 22 ca nhập cảnh và 6.635 ca ghi nhận trong nước. Tại Thành phố Hồ Chí Minh 1.542, Bình Dương 636, Long An 448, Đồng Nai 157, Cần Thơ 151, Khánh Hòa 139, Bà Rịa Vũng Tàu 133, Hà Nội 81, Đồng Tháp 67, Đà Nẵng 65, Trà Vinh 36, Hậu Giang 28, Phú Yên 23, Bến Tre 18, Bình Thuận 17, An Giang 16, Quảng Nam 13, Bình Phước 12, Ninh Thuận 11, Vĩnh Phúc 9, Đắk Lắk 8, Gia Lai 6, Quảng Ngãi 6, Hà Tĩnh 5, Đắk Nông 2, Hòa Bình 2, Lâm Đồng 1, Thanh Hóa 1, Hải Dương 1, Bắc Ninh 1 với 715 ca trong cộng đồng. Trong ngày 30 tháng 7, cả nước ghi nhận 8.649 ca mắc mới, trong đó 27 ca nhập cảnh và 8.622 ca ghi nhận trong nước. Tại Thành phố Hồ Chí Minh 4.282, Bình Dương 1.920, Long An 469, Đồng Nai 360, Tiền Giang 242, Khánh Hòa 217, Cần Thơ 174, Đồng Tháp 157, Hà Nội 144, Bà Rịa Vũng Tàu 133, Bến Tre 97, Tây Ninh 88, Đà Nẵng 65, Phú Yên 40, Trà Vinh 36, Hậu Giang 28, Bình Định 17, Kiên Giang 17, Bình Thuận 17, An Giang 16, Vĩnh Long 15, Quảng Nam 13, Bình Phước 12, Ninh Thuận 11, Vĩnh Phúc 9, Đắk Lắk 8, Hà Tĩnh 7, Gia Lai 6, Quảng Ngãi 6, Đắk Nông 4, Thái Nguyên 3, Lạng Sơn 2, Hòa Bình 2, Nam Định 1, Lâm Đồng 1, Thanh Hóa 1, Hải Dương 1, Bắc Ninh 1, trong đó 1.702 ca trong cộng đồng. Tính đến chiều ngày 30 tháng 7, Việt Nam có 137.062 ca mắc, trong đó 2.235 ca nhập cảnh và 134.827 ca mắc trong nước. Số ca mắc mới ghi nhận trong nước tính của đợt dịch kể từ 27 tháng 4 đến nay là 133.257 ca, trong đó 32.710 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. Đến nay, 4 trên 62 tỉnh, thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận các trường hợp mắc mới: Yên Bái, Điện Biên, Quảng Ninh, Bắc Cạn. 9 tỉnh, thành phố không có lây nhiễm thứ phát trên địa bàn: Lào Cai, Ninh Bình, Kon Tum, Hà Giang, Sơn La, Lai Châu, Tuyên Quang, Quảng Trị, Nam Định. Về tình hình điều trị, trong ngày có 3.704 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 35.484 ca. Hiện số bệnh nhân nặng đang điều trị ICU 411 ca, số bệnh nhân nguy kịch đang điều trị ICMO 21 ca. Trong ngày, tiểu ban điều trị Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 thông báo có 139 ca tử vong do COVID-19 từ số 1.023 đến 1.161 từ ngày 16 đến 30 tháng 7, 2021 tại 9 tỉnh, thành phố như sau. Tại Thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 18 đến 30 tháng 7, 122 ca. Tại tỉnh Long An từ 22 đến 29 tháng 7, 6 ca. Tại tỉnh Khánh Hòa từ 28-29 tháng 7, 3 ca. Tại tỉnh Bến Tre từ 28 đến 29 tháng 7, 2 ca. Tại tỉnh Bình Dương từ 16-17 tháng 7, 2 ca. Tại tỉnh Đồng Nai 29 tháng 7, 1 ca. Tại tỉnh Vĩnh Long 29 tháng 7, 1 ca. Tại thành phố Cần Thơ ngày 20 tháng 7, 1 ca. Tại tỉnh Vĩnh Phúc ngày 30 tháng 7, 1 ca. Đến nay, tổng số liều vaccine đã được tiêm là 5.529.898 liều, trong đó tiêm mũi 1 là 4.983.496 liều, tiêm mũi 2 là 546.402 liều. Thành phố Hồ Chí Minh gỡ bỏ phong tỏa phường có gần 20.000 dân. Ngày 30 tháng 7, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 quận Bình Thạnh
thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành quyết định dừng thiết lập cách ly y tế vùng có dịch đối với phường 19 từ 0 giờ ngày 31 tháng 7. Sau khi dừng thiết lập phong tỏa, Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh giao Ủy ban nhân dân phường 19 thực hiện nghiêm việc quản lý phòng chống dịch bệnh COVID-19. Theo đó, chính quyền phường 19 sẽ tổ chức đánh giá vị trí, số dân, số ca nhiễm và các yếu tố dịch tễ trên địa bàn phường để xác định phạm vi phong tỏa từng khu vực phù hợp. Nhà chức trách đề nghị người dân tiếp tục thực hiện triệt để các quy định về giãn cách, nhất là việc đảm bảo giãn cách giữa người và người, gia đình với gia đình. Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh cũng yêu cầu lực lượng chức năng phường tăng cường quản lý, giám sát, tuần tra để đảm bảo người dân giãn cách thực hiện đúng các quy định phòng chống dịch. Trước đó, từ 0 giờ ngày 22 tháng 7, Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh đã phong tỏa tạm thời toàn bộ phường 19 sau khi phát hiện 167 ca mắc COVID-19. Lực lượng chức năng đã cách ly toàn bộ địa bàn phường 19 có diện tích hơn 39,41 ha, bao gồm 5.297 hộ dân với 19.349 nhân khẩu. Thành phố Hồ Chí Minh thừa nhận thiếu thống nhất trong kiểm soát hàng hóa thiết yếu. Ông Nguyễn Nguyên Phương, Phó Giám đốc Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh thừa nhận tình trạng thiếu thống nhất trong kiểm soát hàng hóa thiết yếu giữa các đơn vị tại địa phương. Thời gian qua đúng là lực lượng trong khâu kiểm soát thực tế có hiểu biết khác nhau, áp dụng khác nhau, nhưng tới nay việc kiểm soát hàng hóa không đặt quá nặng nề nữa mà chủ yếu kiểm soát người nào được đi ra ngoài. Ông Phương nói tại buổi họp báo cung cấp thông tin về tình hình dịch COVID-19 ở Thành phố Hồ Chí Minh chiều 30 tháng 7. Lãnh đạo Sở Công Thương thông tin chiều 30 tháng 7, cơ quan này đã làm việc với 20 đơn vị cung cấp dịch vụ giao hàng. Theo báo cáo của các đơn vị này, hiện có 40 điểm ở 22 quận, huyện, thành phố còn tình trạng soát hỏi về hàng hóa thiết yếu. Sau buổi làm việc, chúng tôi đã thông tin ngay đến các quận, huyện mà trên địa bàn còn tình trạng soát hỏi về hàng hóa thiết yếu. Ngày mai người dân sẽ không còn vướng mắc liên quan đến hàng hóa thiết yếu nữa, ông Phương cho hay. Trao đổi với báo chí tại cuộc họp, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Dương Anh Đức chia sẻ khi đang thực hiện quy định về hạn chế người dân ra đường, chắc chắn sẽ có giới hạn và nhất định sẽ gặp hoàn cảnh khó khăn, do đó thành phố rất cần sự chung tay mỗi người hy sinh một chút để tình hình khả quan hơn. Trước khi quay lại điều kiện bình thường thì mỗi người cố gắng có sự chia sẻ chung sức. Chẳng hạn tôi rất thèm ăn một tô phở nhưng với hoàn cảnh hiện nay rất khó để giải quyết, ông nói. Về phương án giãn cách sau ngày 1 tháng 8, ông Đức cho biết thành phố đã đề xuất với Trung ương cân nhắc sau 1 tháng 8 cùng đa số các tỉnh thành trong vùng thực hiện thêm chỉ thị 16 từ 1 đến 2 tuần nữa. Thành phố Hồ Chí Minh áp dụng chỉ thị 16 từ 0 giờ ngày 9 tháng 7 đến 1 tháng 8. Từ 24 tháng 7, thành phố siết chặt hơn nhiều quy định trong giai đoạn giãn cách. Trong đó, thành phố Hồ Chí Minh thu hẹp nhóm đối tượng được phép hoạt động trong thời gian giãn cách. Từ 26 tháng 7 sau 18 giờ mỗi ngày, người dân thành phố Hồ Chí Minh được yêu cầu hạn chế ra đường, hoạt động trên địa bàn thành phố tạm dừng tới 6 giờ sáng hôm sau để đảm bảo giãn cách xã hội, hạn chế việc đi lại của người dân. Tính từ 27 tháng 4 đến trưa 30 tháng 7, thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận 84.521 ca nhiễm, hiện là tâm dịch lớn nhất cả nước. Thành phố Hồ Chí Minh đã tiêm gần 500.000 liều vaccine đợt 5. Sau 8 ngày, thành phố Hồ Chí Minh tiêm được gần 500.000 liều vaccine trong đợt 5, sẽ hoàn thành đúng tiến độ sau 1 tuần nữa để triển khai tiêm đợt 6 ngay sau đó. Thông tin được Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Dương Anh Đức cho biết tại buổi họp báo về công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn. Cuộc họp diễn ra trong bối cảnh thành phố đã trải qua 22 ngày giãn cách theo chỉ thị 16 và ghi nhận hơn 84.500 ca nhiễm trong đợt dịch thứ tư. Đợt tiêm vaccine thứ 5 được thành phố Hồ Chí Minh triển khai đồng loạt ở các quận huyện từ ngày 22 tháng 7 với 624 điểm tiêm tại 312 phường, xã. Dự kiến trong 2 tuần tới, thành phố tiêm xong 930.000 liều gồm vaccine AstraZeneca, Moderna, Pfizer và một lượng nhỏ Sinopharm. Theo ông Đức, sau đợt 5, thành phố sẽ tiêm tiếp đợt 6 với mục tiêu trong tháng 8, khoảng 2/3 người dân trên 18 tuổi được tiêm vaccine. Việc tiêm chủng sẽ ưu tiên cho lực lượng tuyến đầu chống dịch, người cao tuổi và người bệnh nền. Người dân thành phố cũng định nghĩa rộng, hễ ai đang sống tại thành phố thì sẽ được tiêm không có giới hạn, ông Đức nói và cho biết, từ đợt tiêm thứ 5 trở đi, lực lượng y tế huyện và thành phố Thủ Đức đóng vai trò chủ lực. Sở Y tế sẽ có nhiệm vụ hỗ trợ nguồn nhân lực thành phố sẽ huy động cả bệnh viện tư nhân tiêm vaccine, tổ chức các điểm tiêm cố định và lưu động. Ngoài ra sắp tới, việc tiêm vaccine cũng không giới hạn số lượng trong ngày như vừa qua. Trước đây, thành phố tiêm 120 liều trên ngày trên mỗi điểm tiêm, sau đó nâng đến 200 liều mỗi ngày trên mỗi điểm tiêm. Trong điều kiện cần thiết, thành phố tổ chức cả buổi thứ ba sau 18 giờ, việc này đã được lãnh đạo thành phố thông qua. Phó Giám đốc Sở Y tế Nguyễn Hoài Nam cho biết theo hướng dẫn của Bộ Y tế, quy trình tiêm vaccine rút gọn so với trước. Để tiết kiệm thời gian, người dân sẽ được phát phiếu đồng ý tiêm và khai báo tiền sử bệnh để điền ở nhà. Người dân khỏe mạnh sau tiêm sẽ được theo dõi 15 phút rồi về thay vì 30 phút như trước.
Về tình hình dịch bệnh, ông Đức cho biết, biểu đồ dịch bệnh đang đi theo hàng ngang đúng dự báo. Nếu thành phố tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ thị 16 giãn cách xã hội và người dân hợp tác, tình hình sẽ được cải thiện và sớm ổn định. Sáng hôm nay, khi họp với Thường trực Chính phủ và các buổi làm việc trước đó, thành phố Hồ Chí Minh đã đề xuất cân nhắc sau ngày 1 tháng 8 sẽ cùng với các tỉnh trong vùng thực hiện 1 đến 2 tuần thực hiện chỉ thị 16, ông Đức cho biết thêm. Bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình của Tin Mới. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp của quý vị hãy để lại trong phần bình luận của video này để chúng tôi có thể giải đáp kịp thời.